Chào tất cả các bạn, mình là Tế Tiền Tê đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn tất cả các bạn làm hoa sen bằng lá dừa nha. Cái này là cách mới nhất. Đây, như thế này. Thì công cụ mình làm là hai cọng lá dừa. Đây, rồi mình sẽ tước hai cọng lá dừa này ra. Mình tước ra như thế này. Rồi, mình sẽ lấy kéo, mình cắt một đầu cho nó bằng. Đây, mình cắt được như thế này. Thì đầu này nè, đầu bự nữa nè, mình sẽ bẻ một khúc ngắn gì cặp lại như thế này nha. Đó, thì đây mình sẽ trồng như thế này. Đây là cách mới mình hướng, đây là những đây cánh mấy lúc trước mình có hướng dẫn mấy video trước làm này nè. Đây đó, mình sẽ kéo lại như này, nó được cứng gì phải không, thì mình bẻ gập qua bên đây, xỏ qua kéo là chắc môi rồi. Đầu dương này mình cắt bỏ. Mình cắt bỏ mấy đầu dưa này. Rồi tiếp theo giờ cái gì? 1 2 3 4 không? Đây nè. Mình sẽ bẻ cọng gì nha. Đó. Rồi mình sẽ xỏ đầu này. Nè. Đó. Một cái nha. Như này cũng vậy. Mình sẽ bẻ cọng gì? Dòng. Đó. Này nó được gì, tiếp theo nhánh cái tiếp gì nè, cũng bẻ cong vậy, dòng vào đây xỏ lâu này đó. Ở đây tại giờ gần máy nên máy là nhiều đó. Tiếp theo bẻ dòng cái sao nè đó, xỏ đó. Nó sẽ được bốn cái như gì, nhưng mà thằng chắc nó mới tới 2 4 6 8 đúng không? Thì tiếp tục đây, cọng này mình sẽ bẻ dòng gì, xỏ qua đâu này đó. Cọng này gì đâu, bẻ dòng gì đó, xỏ qua đâu này đó nè, bẻ dòng gì nè, xỏ qua đâu này. Cái gì bé dòng xỏ ở đâu này hả, đi lên trên này đó, nó sẽ được cái gì, mình quay lại sau lưng mình cắt bỏ đâu này. Qua mấy đầu dư sẽ được cái gì đó. Rồi mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ giúp mình ha, cảm ơn mọi người.